Tiếp tục lại là thép đóng trần ha, câu chuyện của Hoa Sen, Nam Kim rồi Hòa Phát. Và đặc biệt ngày hôm nay cái yếu tố mà chúng ta nhìn rõ nhất trên cái cục diện vấn đề đó là gì? Dick nè, CEO nè, rồi Nam Long Group, cụ thể là cổ phiếu Dick nha các bạn nha, đóng trần. Thì tại sao những cổ phiếu này nó đóng trần thì nó lại gây cái hiệu ứng tác động tích cực? Bởi vì sao các bạn ạ? Bởi vì trong liên tục những giai đoạn vừa qua ha, lại bất động sản là một cái dấu chấm hỏi cực kỳ lớn, dấu chấm hỏi cực kỳ lớn nha. Và tiếp tục như vậy là khi mà ông này ổng được giải thoát cái nút thắt này nè, thì những cái ngành nó gắn chặt với những ông này thì nó lại có một cái triển vọng kéo theo. Và cái điều mà chúng ta thấy rõ nhất là cổ phiếu bây giờ, những cái ngành như là đầu tư công nè, xây dựng, xây lấp nè các bạn, là ngày hôm nay có một cái phiên tăng điểm và một cái sự phân hóa. Và giống như Thái Ngô có nhận định với tất cả mọi người rồi á, đó là gì ạ? Nó sẽ có một cái hiện tượng đó là phân hóa và phát quà cho tất cả mọi người. Bởi vì hiện tại chúng ta có thể nhìn nè, nó có một cái sự luân chuyển dòng tiền từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Ví dụ nha, thứ sáu tuần trước là Thái Ngô có nhận định với mọi người là có thể là tham gia cổ phiếu là Get nè, cổ phiếu của C2 chẳng hạn. Và đặc biệt ngày hôm nay các bạn ạ, là C2 nha, CI đó các bạn ạ, tiếp tục đóng trần ha. Nếu chúng ta đo lường thì chúng ta hiện tại đã được khoảng là 14-15% thì để xem. Và các bạn có thể nhìn nhận lại một số vấn đề với mình qua cái video này nha các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người ở bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan và tất cả mọi người khắp cả ba miền nha. Rồi, cái video vừa rồi thì các bạn là cũng có một cái anh ở bên Mỹ nói là anh vẫn luôn xem theo dõi video của Thái nha. Ok, xin chào tất cả mọi người luôn ha. Ok, đầu tiên thì mọi người hãy đừng quên là bấm một nút đăng ký nha, bật qua chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm ra những video chất lượng cao như thế này thì mọi người sẽ nhận được đầu tiên nha. Mặc dù ngày hôm nay khan giọng nhưng mà vẫn cố gắng lên đây để trao đổi với mọi người. Ok, khi mà Thái Ngô quét ra một cái bộ lọc như thế này thì hiện tại ngày hôm nay có hai cổ phiếu và tiếp tục là ba cổ phiếu, đặc biệt là ba cổ phiếu này thì nó phân bổ ba cái nhóm ngành. Thứ nhất là câu chuyện của GVR, là câu chuyện của ông này là vừa bất động sản khu công nghiệp ha. Thứ hai là câu chuyện của Nam Long Group, lại là ông này đạt bùng nổ vol, cả về vol cả về khối lượng ha. Xin lỗi mọi người, cả về vol cả về hành động giá đều khá là chuẩn chỉnh. Và ông này tiếp tục tăng thêm một cái hình dạng, đó là hình chữ V. Ok không ạ? Và cổ phiếu thứ ba đó là câu chuyện của thép Việt Đức. Như vậy là có ba cổ phiếu này đại diện cho ba cái nhóm ngành mà ngày hôm nay là mình cũng có trao đổi với mọi người nè. Đó. Mình còn nhớ là thứ sáu tuần trước á, mình nói với mọi người là nếu CII đóng trần á, ai ở Quảng Ninh thì sẽ, ai ở Quảng Nam là sẽ cà phê nha. Đó. Sáng hôm nay thì ngồi làm việc với mọi người là mình cũng có lọc một cái bộ lọc là ok, để xem những cổ phiếu nào đang nằm trên đường MA50 trước phiên xảy ra, rồi MA20. Ok, thì mình sẽ trao đổi lại với mọi người nè. Hiện tại góc nhìn của Thái Ngô về thị trường á, có 7 cái yếu tố tích cực này. Thứ nhất là cái câu chuyện là nước ngoài liên tục mua ròng trong suốt giai đoạn vừa qua. Cái điều này là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy và phát hiện được ha. Đây các bạn ạ, ví dụ như là VN-Index nè, VN-Index nha, biến động thị trường nước ngoài nè các bạn. Các bạn có thể nhìn liên tục trong 10 phiên đổ lại đây thì hết bao nhiêu phiên ạ? Gần như là 9 phiên liên tục mua ròng ha. Chỉ có một phiên nhỏ nhỏ vào ngày 18 tháng 11, tức là vào ngày thứ sáu vừa qua, là ông này bán ròng nhẹ là 25 tỷ. Còn ngày hôm nay là tiếp tục vẫn là mua ròng khoảng 36,73 tỷ theo số liệu thống kê hiện tại nha. Ok. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ nhìn nhận thêm nè. Cái yếu tố thứ hai mà Thái Ngô nói mọi người là yếu tố tích cực là sao ạ? Cái phần xử lý margin bắn chéo tự động hiện tại đã gần như nó giải quyết được cái bài toán này rồi nha. Cái thứ ba là câu chuyện của dòng tiền lớn thông minh, nó được kích hoạt và nó vào thị trường rất lớn, cụ thể là hơn khoảng 1 tỷ cổ phiếu trong những phiên vừa qua, đặc biệt là cái phiên ngày 16 tháng 11, các bạn có để ý không ạ? Đó. Và cái điều thứ tư á, tức là cái nỗ lực, cái nút thắt, tức là hiện tại là chúng ta đang trông chờ ở câu chuyện của gì ạ? Từ hệ thống này, chính sách hệ thống đó các bạn, cụ thể là kỳ vọng chính phủ sẽ đưa ra những cái biện pháp hỗ trợ đối với lại bất động sản, rồi nói râm tín dụng, đặc biệt có những yếu tố liên quan đến lại câu chuyện của trái phiếu à. Và cái thứ năm là chỉ số đồng đô la hạ nhiệt đó, các bạn có thể nhìn rất là rõ qua những cái câu chuyện mà Thái theo dõi và Thái trao đổi hàng ngày với mọi người nha. Cái yếu tố thứ sáu tích cực ở đây là gì ạ? Là Trung Quốc giải cứu bất động sản, kèm thêm cái câu chuyện là có một cái sự kỳ vọng là Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại nha. Và thứ bảy là câu chuyện của chiết khấu cổ phiếu gần như nó bị đạp đổ bởi cái hiện tượng mà margin call này các bạn. Rồi cái gì nữa, bị bắn chéo tự động, nó gần như nó diễn ra trong suốt giai đoạn vừa qua, cứ sàn liên tục ha. Và nó định hình thành một cái vùng định giá rất là hấp dẫn. Như vậy nó sẽ tạo thành một cái trạng thái là có lực vào, và khi mà lực vào nó bắt ở phiên hồi phục 1 vào ngày 16 tháng 11 á, thì gần như là thị trường nó đảo pha hoàn toàn luôn. Và đến thời điểm hiện tại là thị trường vẫn đang trong một cái vùng giá cân bằng tăng giá các bạn nha. Ok,
Còn về mặt tiêu cực thì Thái Ngô vẫn nhận định với tất cả mọi người trong group VIP như thế này luôn, là mình chia sẻ ra cho mọi người nè, thì có ba cái yếu tố mà mình thấy nó là mang tính chất là tiêu cực. Thứ nhất là câu chuyện của dòng tiền, thì vẫn phải xem xét là hiện tại là dòng tiền này nó có thể giữ được trên cái khoảng là 10.000 tỷ tiếp tục hay không ha. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là câu chuyện mà tất cả mọi người có nói đi nói lại đi chăng nữa thì cái yếu tố logic nhất vẫn là câu chuyện của lãi suất ha. Đây chính là một cái gì ở trên đầu của chúng ta các bạn, những cái lo toan ha. Đây chính là cái chi phí cơ hội, bởi vì hiện tại nếu mà lãi suất tăng á thì cái dòng vốn nó sẽ dịch chuyển từ tài sản rủi ro, nó sẽ chuyển sang những tài sản nó ẩn nấp, cụ thể là người ta sẽ gửi banh các bạn ạ. Người ta cũng là đo lường là có rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại người ta cũng đang là chực chờ xem cái câu chuyện của lãi suất như thế nào ha. Thì để xem nếu mà thật sự mà Fed chỉ tăng là khoảng 50 điểm cơ bản trong tháng 12 này, thì thật sự là cái yếu tố này nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng tích cực cho thị trường ha. Rõ ràng đây có một cái sự liên đới đối với lại thị trường tài chính Việt Nam. Và yếu tố thứ ba là hiện tại mình vẫn còn quan sát là nó vẫn có những yếu tố là biến động khá là lỏng lẻo, trần và sàn liên tục như vậy ha. Cho nên một cái trader chuyên nghiệp và một cái investor các bạn ạ, họ không nhất thiết là phải trader trong những cái môi trường mà nó biến động lỏng như vậy ha. Ok, thì đấy chính là những cái yếu tố mà Thái Ngô trao đổi với mọi người trên group VIP hàng ngày đó. Và sau đó là Thái nhận thấy nè, thị trường đang ở vùng trũng thông tin. Ok, chia sẻ cho mọi người rất là nhiều ha. Còn về bên cạnh đó trong phiên thì Thái Ngô cũng ngày hôm nay thì mình có nói là cổ phiếu thép thì nên chốt lãi, mua mới thì không, chờ hình thành nền giá nè. Việc chốt lãi thì mình cũng nhắc mọi người liên tục rồi, chốt như thế nào, chốt ở đâu ha, chốt với lại cái cách bán như thế nào. Còn về bất động sản khu công nghiệp thì là vẫn có hai ông mình quan tâm, đó là KBC và SSC nè. Và nhóm đầu tư công xây dựng thì là mình nói rồi là kỳ vọng đầu tư công ở những tháng cuối năm đầu và hoặc đầu năm sau này ha, cơ bản là ổn ha, trước mắt là vậy đó. Còn về phiên trưa nay thì mình cũng nhận định ra cho mọi người ok, cơ bản là những cái thông tin mà mình cập nhật khá là nhanh chóng và nó bám sát đối với lại câu chuyện giao dịch hàng ngày trên cái group VIP này. Vì vậy mà đối với những ai mà thật sự là mong muốn mà vào trong group VIP của Thái thì mọi người là vui lòng nhắn tin cho Thái, và hãy sau khi mà Thái sàng lọc tin nhắn xong Thái đọc kỹ và Thái sẽ gọi lại cho mọi người phỏng vấn nha, một tí xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại câu chuyện của thị trường ngày hôm nay nè. Thì rõ ràng các bạn ạ, ngày hôm nay là chúng ta nhìn trên màn hình nha, thì ít nhất là thời điểm hiện tại á, là cái số mã tăng điểm trên câu chuyện VN Index á, là nó vẫn đang nhiều hơn số mã giảm điểm. Rõ ràng tại vì 259 mã tăng, trong đó 52 mã đóng trần và 177 mã đỏ ha. Cái điều mà chúng ta ngỡ ngàng nhất ngày hôm nay đó là cái yếu tố giảm điểm nhiều nhất là đến từ câu chuyện của VN30 đó các bạn, là 20 ông giảm và 7 ông tăng ha. Còn ngược lại câu chuyện của về sàn HNX nè và sàn Upcom á, thì chúng ta sẽ thấy là cái số mã xanh điểm gần như nó áp đảo hoàn toàn. Bởi vì trên HNX á các bạn ạ, sàn Hà Nội á, là gần như câu chuyện là khoảng là double ha. Ông tăng điểm là ông chiếm tỷ trọng là gần như là 2-1 so với là ông giảm điểm ha. Ok, VN30 thì có những cổ phiếu của dòng banh đó các bạn. Nếu chúng ta nhìn nhận mà dòng giảm điểm, dòng tăng điểm mạnh nhất ngày hôm nay đối với lại VN30 á, là có GVR này ha. Còn ngược lại giảm điểm thì rõ ràng là có gì ạ? Novaland, Phát Đạt Group, VRE, cổ phiếu nhà Bắc Vượng nha. Đặc biệt là mình cũng có trao đổi với mọi người rồi, các nhóm sau đây đang yếu nè. Mình có trao đổi trong cái group VIP á, là đúng luôn các bạn ạ, là hóa chất, phân bón, bán lẻ. Vì vậy mà chúng ta không cần phải tập trung đầu óc chúng ta nhìn nhận hoặc là trading hoặc là mua những cổ phiếu như thế này, mà chúng ta nên cố gắng dành cái sự quan tâm của mình á, nó cho những cổ phiếu nào thật sự mạnh. Bởi vì bản chất là cái phương pháp giao dịch của Thái Ngô là chọn những cổ phiếu mạnh nhất mà trade thôi ha, mà đầu tư thôi. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ chờ đợi một cái nền giá nó hình thành mới rồi chúng ta mới sẽ tham gia nha, đừng làm sai cách ha. Tiếp tục mọi người ạ. Ví dụ các bạn nhìn rõ nè, ngày hôm nay đóng góp vào VN-Index thì là ngân hàng giảm điểm nè, bất động sản giảm điểm, bán lẻ giảm điểm nha. Tại vì trong bất động sản này tại sao nó đỏ, các bạn phải nhìn ra cái câu chuyện sâu bên trong á, là chỗ này nè các bạn. Bởi vì á, trong bất động sản này thì nó lại có liên đới với lại câu chuyện của họ nhà VIC, tức là VIC nè, Vinhome nè, Novaland là Phát Đạt Group nè, đúng không ạ? Còn cổ phiếu xanh điểm ngày hôm nay thì rõ ràng là câu chuyện của GVR, của Sabeco, của Vinamilk, của SHB và của Nam Long Group mà. Rất là lâu rồi là cũng có Nam Long đóng góp vào vai trò tăng điểm rồi đích. Đó. Nước ngoài ngày hôm nay thì mua ròng, trong đó mua ròng là 36,73 tỷ, bán ròng mạnh nhất là cổ phiếu của Đức Giang. Đây, cổ phiếu Đức Giang là thật sự lúc này là vẫn chưa biết đáy ở đâu các bạn ha. Cho nên là cũng không cần phải thích, không cần thiết là phải giao dịch những cổ phiếu như thế này. Chờ đợi thôi các bạn.
Bởi vì nếu như mà chúng ta là mua những cái form này thì chúng ta sẽ rất là khó ha, và đa phần là bị cắt lỗ các bạn ạ. Và phải tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ thôi ha. Nếu đối với những ai mà mua mà xong mà nó phạm vào nguyên tắc cắt lỗ mà mình hay trao đổi á, các bạn phải xử lý rất là kỷ luật nha, để tránh tình trạng đi xa. Còn lại là mua ròng rất mạnh là cổ phiếu của VB Bank nè. À, rồi mua ròng cổ phiếu của Hòa Phát nữa ha. Hòa Phát tiếp tục là một cái trạng thái cổ phiếu đang đang kéo tăng lên ha. Rồi Vinamilk, rồi Masan. Thì các bạn có biết là hễ mà giai đoạn gần đây thì mình có trao đổi đó, chỉ cần mà ông gì ạ, ông nước ngoài á mà ổng mua ròng một phát một á là cổ phiếu được đợi giá rất rõ ràng. Tại vì ngày xưa á là câu chuyện của 25-30 ngàn tỷ thì không có gì cả, nhưng mà thời điểm hiện tại nha, bởi vì cái tỷ trọng mua ròng của nhóm đầu tư ngoại á thì nó lại góp phần rất là lớn, bởi vì mỗi một lần mua thì ông này từ 10-15% chiếm tỷ trọng của cả một cái gì ạ, của giá trị thanh khoản của ngày hôm đó, cho nên nó sẽ góp phần vào cái việc là giữ điểm hoặc là đẩy dòng tiền đi ha, đẩy giá cổ phiếu đi lên rõ ràng. Ok, như vậy là chúng ta đã đi sơ lược qua tình trạng giao dịch ngày hôm nay. Với lại VN Index đó các bạn ạ, ngày hôm nay á nếu chúng ta nhìn nhận nè, một cái khối lượng sụt giảm so với lại những phiên trước ha. Khối lượng sụt giảm nè, hiện tại á ngày hôm nay là khoảng 597, gần như là 600 triệu cổ phiếu à, so với lại ngày hôm thứ sáu á là mình nhớ không nhầm á là ông này là khoảng 900 mấy, gần 1 tỷ cổ phiếu nữa. Có hai phiên liên tục là vào phiên ngày 16 và vào phiên ngày 18 à, thì hiện tại là phiên hôm nay là một cái phiên là bắt đầu là cân bằng, siết chặt lại nền giá đúng như cái quan điểm mà mình đang cần nè. Như vậy á cái giá trị thanh khoản ngày hôm nay trên sàn HOSE là khoảng 8.785 tỷ đồng. Hiện tại nếu chúng ta nhìn nhận ha, đây đã và đang tạo thành một cái mẫu hình thành công, là mẫu hình cái nêm ủng hộ cho kịch bản là thị trường sẽ tăng giá. Tại vì á thật sự các bạn, chúng ta sẽ nhìn nhận vào những cái gì mà thị trường chứng ra. Bởi vì Thái Ngô có nói với mọi người trong trong group VIP mà lẫn những ai mà thật sự là có nhắn tin hỏi cho hỏi Thái á, thì Thái khẳng định một điều luôn, Thái không bao giờ đón đáy đón đỉnh, vì Thái thấy cái điều đó nó không giúp cho mình đầu tư kiếm tiền, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Thái cũng khẳng định luôn điều đó không hoàn toàn cần thiết các bạn nhé, không cần thiết, và cũng chả có ai làm mấy cái chuyện mà rảnh như vậy các bạn ạ, tại vì nó không đúng ha, nó không có logic và không có khoa học ha. Rồi còn nếu như chúng ta đang nhìn nhận về trên tín hiệu kỹ thuật á, thì như huyền thoại mà Dan Singer nhận định đó các bạn ạ, thì hiện tại nè, hiện tại VN-Index đó nó đang là có một cái phiên thứ ba rồi, đang đóng nến trên đường đường trendline này ha, thì hy vọng là ông này ông sẽ củng cố cho một kịch bản là ông này sẽ tăng giá, củng cố cho kịch bản tăng giá nha. Đó. Còn để xem đó, rồi sẽ có hai đường trendline. Đường trendline thứ nhất đã bị bật tăng, đã bị break out qua rồi nha. Như vậy á, để mà thị trường thật sự chỗ này nè, cái nút thấp bây giờ quan trọng lắm, là ngay cho cái vùng giá khoảng 985 á các bạn. Đây sẽ là một vùng cản của cổ phiếu nha. Là ông này sẽ xin lỗi mọi người, là vùng cản của thị trường nè. Thì thị trường lên đây nó sẽ gặp lực cản, và để xem nó sẽ tiếp tục hấp thụ được hay không. Và đường EMA 10 nè, nó phải như thế nào mọi người? Đây, các bạn nhìn nhận trong quá khứ nè, nó phải có một cái giai đoạn là giao cắt, cắt qua các bạn à, lúc đó các bạn mua sẽ rất là ok ha. Và giai đoạn đó là đây chính là một cái phiên là bùng nổ theo đà nè các bạn à, chờ nè. Như vậy hiện tại nha, thị trường trên quan điểm hiện tại, kỹ thuật hiện tại nha, ông này vẫn chưa xác nhận là một xu hướng tăng điểm, tức là sao đã đảo pha giảm đó. Vì ông này cần phải có yếu tố là những cái giao cắt xuất hiện gần nhất, cụ thể là đường EMA 20 phải được là red thành công nè. Thứ hai á, là nó phải có kịch bản là bùng nổ theo đà luôn, thì nó sẽ ủng hộ cho cái tỷ lệ rất là cao. Và các bạn cũng đừng quên á, khi mà bùng nổ theo đà diễn ra các bạn ạ, đặc biệt khi bùng nổ theo đà diễn ra nha, không phải là chúng ta mua liền, mà chúng ta đã và đang quan sát. Tại vì trong group VIP của Thái Ngô nè, là đưa ra rất là nhiều cổ phiếu, và mình sẽ quan sát cái sự vận động của nó, và khi nó bùng nổ theo đà mà nó tạo thành một cái nền giá ok đó là có thể tham gia được. Còn nếu trường hợp điều kiện cần là bùng nổ theo đà, nhưng điều kiện đủ là cổ phiếu của bạn nó phải như thế nào mới mua được nha, chứ không phải là bùng nổ theo đà là mua rất là dễ bị fail. Bởi vì sao ạ? Bùng nổ theo đà nó vẫn có thể là trường hợp bị bung bách trở lại nha, nó là có thể là cái tỷ lệ là 2/3 xác suất nó sẽ thành công, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là ngay ngày hôm đó là mua cho các bạn nha. Nó phải tùy căn cơ vào từng cái dòng cổ phiếu. Vì vậy mà Thái Ngô sẽ liên tục là cập nhật cho mọi người trên group VIP nha. Ok. À, còn về cái hỗ trợ rõ ràng thì trước mắt là Thái Ngô vẫn đánh giá là quanh cái câu chuyện là khoảng 900 mấy các bạn. Thì rõ ràng hiện tại là 940 sẽ là vùng cản thứ nhất, vùng hỗ trợ ha. Mà kịch bản xấu hơn tí nữa là ông này sẽ tới đất lại vùng giá khoảng 915-916. Còn khi mà ông này là vượt được cái hỗ trợ là EMA 20 á, ông này sẽ có khả năng là tịnh tiến về những cái vùng giá gần nhất là khoảng 1040. Đó.
Trên khung tuần như vậy, tại vì đây là những con số mà nó có một cái sự thay đổi, bởi vì nó sẽ dựa vào những cái sự vận động của thị trường ha. Cho nên các bạn phải cố gắng là theo dõi video hàng ngày. Ok. Trước mắt thì trên đồ thị hiện tại là chúng ta đang thấy là trên khung nến daily á, là đường MACD bắt đầu nó đang có dấu hiệu là giao cắt lên đường đường signal rồi. Bên cạnh đó là cái histogram này bắt đầu nó tĩnh tiến và nó đang tiếp tục là trên không ha. Khá là ổn so với thị trường hiện tại. Nếu mà nói về mẫu hình thành công thì mình theo như cái quy tắc của huyền thoại Danzinger thì rõ ràng đây đã là một cái trạng thái đã red thành công mẫu hình này. Còn cái việc mà ngày hôm nay thật sự một cái hành động giá, tuy là hành động giá giảm nhưng mà đi kèm với vol thấp thì ok các bạn ạ. Như vậy là đây là một cái phiên hồi phục lần thứ tư. Theo quy tắc bùng nổ theo đà thì ít nhất ông này phải là từ phiên thứ tư đến phiên thứ bảy. Nếu trường hợp nè, ông này ông tạo thành một cái nền giá, đây là điều mà mình đang cần đó các bạn, tạo nền giá ha, và rất là nhiều cổ phiếu nó sẽ siết chặt lại nền giá như vậy ha. Bắt đầu một phiên bùng nổ theo đà thì lúc đó các bạn có thể mua thêm được, thì kỳ vọng là ông này sẽ về lại những vùng giá cao hơn nếu trường hợp nó rớt qua vùng giá khoảng là 984-985 đó các bạn nha. Và cái con số này nó có một cái sự biến động bởi vì nó là một con số động nha. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã rõ ràng về câu chuyện thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cổ phiếu ha. Rồi, các bạn nhớ nha, đừng quên là bấm một nút đăng ký nè. Đó, bấm qua chuông bên cạnh và chia sẻ video cho những người thân bạn bè, những ai mà mới vào thị trường khoảng 1 đến 2 năm mà chưa trải qua tình trạng này nha. Bởi vì thấy tin rằng á, những cái video chất lượng cao như thế này nè, thấy làm ra thì sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Mà mình thì không có thời gian cho nên là mình sẽ làm lần lượt phân tích rất là kỹ từng cổ phiếu, và một vài cái cổ phiếu mà nó dành cái ánh nhìn của mình thôi. Còn ai có câu hỏi gì để lại phần bình luận, và đặc biệt là ở trong group VIP thì mình sẽ hỗ trợ trả lời cho mọi người được hàng ngày nha. Ok. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào câu chuyện của lần lượt từng nhóm ngành cái đã nha. Ngân hàng ngày hôm nay thì rõ ràng là Exim Bank vẫn là câu chuyện của biệt sàn ha. Cái này thì mình lại không quan tâm rồi, tại vì nó rất là khó để đầu tư các bạn. Ít nhất ông này phải tạo thành một nền giá, vì vậy mà không biết đâu là đấy nè, đúng không ạ? Sao biết được các bạn? Mình dám khẳng định luôn, trong thị trường này là không ai đón đáy được, và ai có đón mình cũng trả tiền, bởi vì nó phi logic và nó không có tính khoa học các bạn. Nhưng mà nếu mà trường hợp là mình sử dụng là những cái công cụ như là hỗ trợ, mình định vị là ở đó nó có một cái vùng hỗ trợ, vùng cản lại, chặn lại cái đà giảm, thì họa may mình tin, bởi vì nó logic nha. Còn nếu mà trường hợp mà chỉ định ngay chỗ đó là vùng đáy thì mình không tin, bởi vì nó đâu xảy ra đâu các bạn. Đáy và đỉnh, nếu một người thông minh mà trên thị trường này đầu tư đủ lâu nha, là người ta chỉ nhìn vào những gì nó đã diễn ra, đã tình hình, và lúc đó mới là sự thật các bạn ạ. Sự thật như vậy mới là sự thật ha. Còn một nửa sự thật nó chả phải là sự thật các bạn ạ. Thì bây giờ mình nhìn thì nhóm banh. Trong nhóm banh thì mình quan tâm một vài cổ phiếu sau đây. STB các bạn ạ. Ông này nè, thì rõ ràng nếu mà chúng ta nhìn nhận lại, ông này đang phá vỡ được cái mẫu hình này thành công. Mẫu hình tam giác này các bạn nè. Tuy nhiên để mà ông này, các bạn phải chờ quá trình này lắp ráp nó sẽ diễn ra, ví dụ như quanh vùng giá khoảng 16. Trường hợp mà quanh vùng giá 16 các bạn có thể thăm dò một tí. Nếu trường hợp nó đúng, nó tăng giá trở lại thì các bạn mua thêm nha, khoảng 50% thử thăm dò, đúng là mua thêm. Nhớ nha, không được on in nha, không được mua cao kiểu này. Vì sao ạ? Vì vô lý rồi. Ở trên này nó gặp kháng cự từ lưa hạt dưa thì lúc đó là các bạn phải bán. Vì cái câu cũ của Thái Ngô thường nói là sao? Mình không bán thì thiên hạ sẽ bán, hàng xóm của mình sẽ bán. Cho nên bình tĩnh ha. Ở dưới này không mua thì thôi, đúng không ạ? Lên trên này tự nhiên mua là chúng ta đang đi làm sai cách các bạn nha. Rồi, chờ đợi. Ok, STB là quanh vùng giá khoảng 16. Trường hợp mua xong đúng là mua tiếp, sai là phải cắt. Rất đơn giản. Không có cái gì, tại vì cuộc sống nó có hai mặt. Ông này STB này các bạn ạ, CTG. Bình thường nha, CTG là một trong những cổ phiếu mà Thái để ý. Tuy nhiên, hiện tại là do cái quá trình mà ông này biến động quá trời lỏng ha, cho nên là mình không đánh giá cao. Mình không đánh giá cao cho nên mình không tham gia ha. Nhưng mà với kịch bản mà ông này đang nằm trên những cái đường EMA như thế này thì thật sự á, về góc độ kỹ thuật là mình đánh giá ok, nhưng về góc độ là biến động quá lỏng cho nên không khe. Với lại một cái ông là BIDV các bạn ạ. BIDV nè. Rồi, nhưng mà cũng là biến động cực kỳ lỏng luôn ha, cho nên mình không khe đó. Với nhóm banh, chứng khoán thì rõ ràng là bây giờ chọn lựa những anh chàng nào. Thứ nhất, ví dụ như là VND là nó tạo thành một cái nền giá các bạn ạ. Tạo thành nền giá. Sau đó là gì ạ? Ít nhất là hiện tại ông này đã vượt qua được cái đường EMA 20 và đóng phiên trên này thì ok. Nếu chúng ta mà
Nếu mà thật sự nha, thị trường mà nó bình ổn tiếp tục như vậy thì mình nghĩ là quanh cái vùng giá khoảng 10.5 trở lên thì các bạn có thể là tham gia được. Và khi mà các bạn mua như vậy thì các bạn sẽ đặt một cái quản trị rủi ro là nếu trường hợp nó thủng cái vùng đáy nào các bạn, quanh vùng giá khoảng 9.5 á thì các bạn sẽ bán. Và các bạn khi các bạn thăm dò xong mà nó thành công, các bạn sẽ mua thêm dần. Tại vì á, nó đúng khi nào, khi cổ phiếu về rồi mà nó tăng giá là các bạn đã mua đúng rồi nha. Còn mua sai là khi cổ phiếu về mà nó lại sai phạm là phải cắt. Không được có cái tôi để mình chống lại chính mình nha. Mình nói rồi ha. Rồi SSA nè, cũng là hai ông này. Hai ông này thì rõ ràng bây giờ SSA thì mình nghĩ là cái kịch bản quanh vùng giá khoảng 15.3 ha. Bởi vì ít nhất là giai đoạn hiện tại ông này đã có hai phiên đóng nến trên đường này rồi. Như vậy là các bạn canh rung lắc. Và khi các bạn mua thăm dò xong, đúng là các bạn mua thêm, sai là không được phép là cãi lại nha. Và phải xử lý. Có hai phiên đóng nến được trên đường trên line này. Và tiếp tục thị trường nó giờ Thái Ngô đang nhìn ra hai kịch bản. Một là ông này sẽ test trở lại vùng giá khoảng đường EMA 20 không gãy và thị trường tiếp tục bình ổn mà ông này sẽ tiếp tục tăng. Hai mà trường hợp xấu lắm thì ông này sẽ, mình đang nhìn trước vấn đề thôi, có thể là ông này sẽ bung bách trở lại sâu hơn một tí, tức là quanh vùng giá khoảng 14, và ông này cũng không thủng á thì rất là đẹp để cho tạo thành một cái mẫu hình là gì ạ, vai đầu vai các bạn nha. Và sau đó nó vượt đường viền cổ. Còn trước mắt giai đoạn hiện tại nè, ông này đã có ba cái lần chạm và vượt qua rồi thì để xem. Đó, như vậy là mình phân tích rất là kỹ ha. Phân tích rất là kỹ đấy. VCA thì bản chất là hiện tại ông này đang nằm dưới đường trendline và nó không mạnh. Nó chưa mạnh. Thì các bạn có thể thấy không? Đúng rồi. Mỗi thời là mỗi khác nè. Như là HCM là mình cản không cho mọi người mua nữa. Tại vì vùng này vùng chốt lãi rồi. Đơn mình sẽ phân tích từng vài cổ phiếu một thôi à. Đích không có điểm mua nha các bạn nha. Nhưng mà nó sẽ làm dấu hiệu tích cực cho những cái dòng khác. Ok không ạ? Đó, ok ha. Tiếp theo nè mọi người, đất xanh. Đất xanh hiện tại là vẫn chưa tạo nền nha các bạn nha. Tiếp tục là ông này đang chạm kháng cự, không mua. Rõ ràng các bạn thấy không ạ? Mình luôn nhắc mọi người ra và hãy nên chốt lãi. Các bạn lưu ý vấn đề ha. Rồi Nam Long Group nè. Nam Long Group là quá bá rồi các bạn. Quá bá rồi ha. Như vậy là Nam Long Group là những cái vùng giá trước là các bạn, nếu các bạn tham gia vào phiên mà mình nói đúng bài không ạ, phiên hồi phục một nè, cứ mua. Rồi sau đó là chúng ta phải chờ hàng về và chốt lãi thôi. Còn hiện tại là đưa ông này vào trong một cái dạng là phá vỡ mẫu hình thành công. Và nó đại điều này nè, nó sẽ đại diện cho một cái lối đánh gì các bạn biết mà. Ít nhất là trong thị trường này nó đã có những cổ phiếu nó có form ha. Và trong cái group VIP là thấy hoài, thấy nhắc hoài luôn. Này Nam Long Group nữa nè các bạn nè. Đó, phá mẫu hình nè. Vì vậy mà trong group VIP thì hàng ngày thì mình sẽ nhận định cho mọi người. Còn cái trường phái của mình là không phải lúc nào cũng mua mua bán bán nha. Mình sẽ tạo cho mọi người cái cần câu để mọi người tự câu cá ha. Rồi mọi người ạ, cái câu chuyện của Nam Long Group thì khi mà nó xảy ra rồi, các bạn nhìn trên mặt báo nè, nào là gì ạ, Nam Long bắt đầu nó ra một bài báo là Nam Long dự chi tối đa 1.000 tỷ mua cổ phiếu quỹ nè. Đó, rồi ông Nguyễn Đăng Quang đăng ký mua 1 triệu, ông Nguyễn Hiệp, ông Nguyễn Nam, hai người con của ông này cũng đăng ký mua vào. Thì các bạn thấy mà, tất cả những mọi cái thứ nhận định trên thị trường này nó đều gì ạ? Có cái nguyên nhân đó các bạn ạ. Chứ không có gì mà không có nguyên nhân hết trơn ha. Để mà các bạn mà đọc báo, bữa nay các bạn đọc báo xong á, thì rõ ràng nó đã chạy mất tiêu rồi. Hay là cổ phiếu bất động sản nổi sóng HAG bứt phá sau tâm thư của Bồ Đức. Để mà nó chuyện nó xảy ra rồi các bạn mới nhảy vô thì nó lại câu chuyện ăn bô. Và đôi khi nó lại ăn cái quá trình điều chỉnh ha, ví dụ vậy. Thì các bạn lại rơi vào trong một cái trạng thái là trầm cảm và đầu tư như vậy nó không có phương pháp nha. Phải xem, phải bình tĩnh. Còn khi mà nó tăng như vậy rồi ha, không có điểm mua, chỉ là điểm là cầm nắm và chốt lãi thôi. Ok man, rất là rõ ràng mọi người ạ. CEO nè, CEO ngày hôm nay thật sự là cũng không có điểm vào, chỉ phù hợp cho những ai là cầm nắm thôi các bạn, không có điểm mua. Điểm mua là đã qua rồi ở cái phiên hồi 1 á. Đó, họa may là cái phiên thứ 6 mà nó bung bách trở lại thì các bạn là liều thì các bạn sẽ mua cái nền giá nè. Quanh vùng giá khoảng là 9 đó, các bạn mua lại thì ok, còn bây giờ đâu có gì đâu mua các bạn. Bây giờ mà ai hỏi mua là các bạn là đang rất là FOMO nha. Trừ khi nó tăng xong tạo một cái nền giá ha, bài bản là lúc đó mua sâu giá cao cũng ok. Đừng làm ngược lại nha mọi người nha, nguy hiểm đấy. Thép Hòa Phát, Hòa Phát ngày hôm nay là gần như là giảm 0.99%, tương ứng là 1%. Thì bắt đầu ngày hôm nay chúng ta mới thấy một cái nhịp mới của giờ của Hoa Sen tăng nè, rồi của Nam Kim tăng nè các bạn. Thì rõ ràng là hai anh chàng này là hai cái anh mà giờ ảnh mang cái tính thánh thoát hơn đối với những cổ phiếu kia. Đặc biệt là cổ phiếu mà nặng mông đó là cổ phiếu Hòa Phát nha. Nhưng mà giai đoạn vừa qua Hòa Phát nặng thì có nặng nhưng mà vẫn tăng giá rất là ok. Đến thời điểm hiện tại ông này chưa có gì xấu cả. Bởi vì cây nến ngày hôm nay thật sự là một cây nến như là hấp thụ vol thấp thôi các bạn, không có gì ha.
nó chỉ phù hợp cho những ai là đang cầm hàng, còn mua mới thì chưa. Còn việc chốt lãi thì mình nhắc rồi, nếu mà thật sự các bạn mua và một là các bạn chốt lãi cái vùng này, ví dụ như là các bạn mua các bạn chốt khoảng 1/3, 1/4, còn không thì các bạn nhớ nha, khi nó thủng vùng giá khoảng 14.5 hoặc là 14.4, tức là con số tương đối, nếu nó vi phạm, nó gãy giờ đường EMA 20 á, thì các bạn phải bán, là chúng ta sẽ bảo vệ chính chúng ta các bạn nha, chặn lãi lại phần đó. Rồi tiếp tục nè mọi người. Còn về hoa sen cũng chả có điểm mua, mình nói rồi, quá hay đúng không?